Kiệt xin chào quý vị và các bạn nhé. Toàn anh em Sài Gòn, Quy Nhơn này. Đấy, vào cái đập vào mắt ngay nhỉ. Yeah. Lấy con này không có to, bự vậy ra tầm. Nuôi đúng tầm, nuôi to. Thì nuôi to. To thì giờ nó phải bự ra vậy. Đúng không? Bự ra thì phải lấy trên đây mới hợp lý, chứ lấy cái này đâu hợp lý đâu. Một năm sát rồi. Lấy tầng trên. Lấy tầng trên. Trên thì xa. Không xa đâu. Có xanh đẹp không? Bây giờ anh em đang vào thăm vườn bạn Lâm. Có bẻ này mấy chục à? Già đấy anh ạ. Cái hoành này này. Cái đoạn này. Sau một thời gian rồi. Đóng rồi. Nó không có nứt thế này đâu. Đây là thứ đá còn nứt mề về nó rặn này. Còn cái này nó bị nổ nhưng mà nó đóng cái liền nhau đúng rồi, đóng lâu rồi. Đóng cái hoành là đẹp đấy. Ừ. Mà nó ngang tuổi này, nó ngang tuổi nhau, nó không bị chênh lệch. Mà đang làm nên đang uốn móng này. Đang đẽ rồi, nít ra nó kẹo có nhiều cái nó không đủ chuỗi rồi, không dạt rồi. Cái này là dẫn nó ra, cái này chừng như vậy đúng không? Vâng. Thế. Thời gian nó bị đứt như vậy. Nó nghĩa là phải một phải cắt chuyển đấy, cái ngọn đấy. Nếu một năm nữa đã moi lên để nó sử dụng nó cả thế. Nó non. Nhiều gỗ như vậy đó. Cốt nó già, tuổi sợ. Vườn Lâm mới thấy là lần này lắm đồ nhỉ? Già kinh khủng. Già đấy, tuổi già kinh khủng đấy, tuổi đấy cái ca tuổi thì khỏi ban rồi. Ừ, chứ là công trọng không lắc anh đúng cái chuẩn đấy. Bán nó còn lấy tiền nó mua gan đấy. Bán nó thì mua lớn. Uống thuốc mà mua gan thì nó chết à? Này nó chết rồi, còn lâm hơn. Đẹp đẹp, đúng rồi, chuẩn. Bơ. Lắc cũng hay rồi đó nha. Đây là út. Út tích to. Bơ là tiền theo cái. Già lắm. Con này quá già rồi. Không nói được. Này muốn chơi kỹ thì phải cắt đi làm lại. Không. Dáng đồ thăm lông hay. Lông. Sao bắt đầu anh em mới phá, bây giờ đang nuôi nó khỏe. Nó mạnh đã rồi. Cũng nhiều chưa? Nhiều đấy. Thế còn cái cục ngoài kia, cục còn đều vô đấy. Đúng rồi. Cục đấy. Cục đâu? Cây rõ là nhũn luôn đấy. Kinh nhỉ, con gấu thế, ghê thật. Nhìn lững lững.
không, dài bữa nó mới còn lại. Giờ đã còn rồi. Còn rủ hơn đấy. Ừ. Anh em nhà mày nuôi toàn gấu. Cái này mấy cái cũng được này. Con khô tương đối hồng hòm thôi. Ờ. Cái thân nó chạy dẻo. Anh ra anh nước con này sau là ông kính nó thích chứ. Đâu? Con này mới đục anh ạ. Mới đục à? Ừ. Ừ. Bỏ cái đấy đi. Phát hoành ra hả? Ừ. 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 Con này già này. Già đấy. Mới đục thoát được hai cái hoành ra trông hay quá. Thôi, vô nước đây. Xong rồi hả? Con này nó chủ vườn, anh không thèm xem à? Anh Thắng. Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi. Chủ vườn đây không thèm xem à? Tưởng đầu tiên là phải chơi chủ vườn đấy. Mà được cái cổ chạy đẹp quá này. Hấp tùng đoàn anh em đi sẽ rất là nhanh. Nên là không review kỹ được một lần. Cái hoa giấy rất điệu. Nhiều sau này lần lần cũng mấy ông giữ rồi lần lần nó cũng hết lần nằm ở nhà mấy ông. Ừ. Mấy tháng này mấy không thích nhỏ nhỏ. Nhỏ này. Nào này nó vui mắt nhưng mà nó mất công. Đường nào rồi anh cũng phải có vài cây. À đúng rồi, cứ để trong ngâm. Nghĩa là dài cây. Bây giờ bồng bây giờ để vậy là không thấy được. Đúng rồi. Phải là rõ ràng ra mới thấy. Sai thì các bác cậu anh của em đi con nhiều lá về đấy. Đang bảo đấy. Anh ra xem con đấy. Cái bảo là đã cao rồi, bự rồi. Còn cái này dọn nước. Ông chỉ thích này, chỉ thích hai thằng nhỏ kia mà đó. Không mà mình không mua được quả yến xương cái này để học cái này. Đẹp. Mày vừa thấy anh? Không. Anh chứ nó là một cái ngọn này một phúc nè, mày chặt trước phúc rồi mày mua năm chục. Mấy người nhìn thấy ngọn đẹp thật thì mua chứ đâu biết cái nào. Tôi luôn đấy, năm con này hơn tỷ hả? Tỷ 500 triệu. Nè mà thân nó méo mà 1 tỷ 6. Thân nó méo là 1 tỷ 6 ra lộc mấy chục đồng hay chứ. Cái này thì xó nhỉ. Ừ. Đẹp đấy chứ. Nó lại cũng đang bị ảnh hưởng ở cái là cái tôi trong mỗi người của công việc. Nhưng út cũng vậy, mà anh vậy anh sẽ không chọn mà là em chọn. Đúng không? Nhưng mà ví dụ mà thắng chọn, ví dụ thế. Nhưng mà để cuộc chơi này người thắng cuộc là không phải đơn giản. Còn rất nhiều cái trường kỳ. Con này tính về ôm thì nó to. Còn con trong kia ôm thì to hơn. Nhưng mà vừa rồi nữ bào gùi. Bào gùi. Người ta cho nó ăn ngập cái kia kìa. Cứ rằng mặt đấy. Nhưng mà đúng là cái gu của người miền trong miền Nam là thích cái bản độ dày. Đúng rồi. Độ dày. Chính xác. Nhưng mà điều cái giá trị thì cái số tiền mà nó bây giờ trên dưới 1 tỷ rưỡi thì nói chung cũng hơi khó để mình cảm nhận mình đầu tư. Ông anh của em. Để mình cảm nhận đầu tư thôi chứ. Đúng nhà vườn Nhật Cường về. 1 tỷ 2. Đúng rồi. 1 tỷ 210 triệu. 1 tỷ 210 triệu. Còn chưa tính tiền bể. Chưa tính tiền bể. Đúng rồi, lên tầm tỷ 4. Không, nó không, cái bể này khoảng tầm tỷ 3 thôi. Tỷ 3. Vâng. Nói chung cái bể này. Nói chung là cũng cao không bể đâu. Nhưng mà cốt này, cốt này áp đẹp. Cốt này không chơi được. Riêng cái cốt này không chơi. Cốt này là nó vừa chứ cái kiểu chơi trong miền Nam. Đúng rồi. Miền Nam miền Trung nó vừa. 6 tháng nữa là xong rồi.
Miền Nam miền Trung hợp cái kiểu đấy, nha. Thích. Để được bằng bông như của cái cây mà vừa trực ở nhà nhá. À. Thì 2 năm nữa. Đúng rồi. Nhớ. Thì nấu 6 tháng nấu cho nhanh đi. Cảm ơn. Một bộ bông đẹp là 5 năm. Nếu 2 năm này em nhầm cá thì luôn. Đúng tập rồi. Tôi cho người ta đỡ xuất ruột mày. Đấy là lại còn nói nào. Anh ơi, vô bông đi. Đây, bà anh là người xanh với cây, anh bảo cái cây như bông bao nhiêu năm? Đúng rồi, nhiều năm rồi. 100 không? Nhiều năm. Đẹp. Đây. Anh ơi, đúng lối có anh trong này đó. Nhiều năm. Anh ơi, cái này bảo bông bao nhiêu năm? Cái phải mười mấy năm rồi. Đó, nó vẫn cứ già không, ngọc. Cái phải mười mấy năm. Thôi đi, đi nha. Chào nhá. Goodbye, nhà vườn. Đi lanh quanh về nhà em 4 rưỡi 5 giờ đấy, không phải đơn giản đâu. Về đúng lúc anh em đi rồi. Goodbye nhá. Đi đâu đây?